con và bạc con bàn với nhau, các vị tu sĩ Bà La Môn xưa kia, đã có người đạt đại định tu đến tứ thiền nhưng vẫn không phá định để đắc quả vị thánh. Các vị đó chấp vào tại định đó, còn cho rằng nếu coi định là 10 thì mình chỉ cần đạt đến mức 5-6 để đủ định. Không dính mắc vào cái định đó và tu tiếp minh sát tư niệm xứ. Là tư sư, con và bạn con nghĩ như vậy về thiền định thiền quán đúng hay không? Nhất là nếu như á không được sự hướng dẫn về chánh pháp, cụ thể là không biết về bát chánh đạo tư niệm xứ, thì làm sao chúng sanh có thể thực hành đi đến quả vị thánh được? Dù cho họ có ở mức độ định nào đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Cho nên ngoại đạo thì họ có nỗ lực họ tu như thế nào đi nữa họ cũng không thể chứng thành, bởi vì họ đâu biết tứ niệm xứ là gì. Có những cái mình có thì mình không biết quý. Thì lấy ví dụ, mình có mẹ thì nhiều người họ không biết quý đâu. Mình có cha, nhiều người họ không biết quý đâu. Đến khi cha mẹ bỏ họ mà đi, họ mới biết quý. Bây giờ chúng ta có được phương pháp thực hành tứ niệm xứ, chúng ta biết được bát chánh đạo là gì, nhiều người họ không biết quý đâu. Sẽ đến hồi mà chúng ta không có được nữa, thì chúng ta có quý cũng muộn. Các vị tu sĩ ngoại đạo cũng như vậy. Mình nghe hoài thì mình nghĩ là ủa sao cái chuyện đơn giản như vậy không ai biết. Quý vị có biết là nếu như không có Đức Phật thì những cái đó mình không bao giờ biết không? Ngoại đạo họ cũng như vậy. Họ đâu biết đâu. Họ không thể thực hành. Thì làm sao có chuyện họ chứng thánh được mà quý vị nói là bỏ hay không bỏ. Có bỏ hay không bỏ thì họ cũng không thể tu hành được. Họ không biết tứ niệm xứ là gì. Họ không biết bát chánh đạo là gì. Và cái thái độ đối với đạo đúng nghĩa nó không giống như một số người bây giờ. Để rồi họ có suy nghĩ là tôi thực hành tứ niệm xứ nhưng mà tôi không quy y Phật có được hay không? Quý vị biết là đó là một kiểu thái độ vô ơn, quý vị biết. Bởi vì ai là người chỉ tứ niệm xứ cho mình? Là Đức Phật. Mà mình nói là mình chỉ có thực hành tứ niệm xứ thôi chứ mình không cần phải nương nhờ Đức Phật làm chi. Bởi vì mình không cần nương nhờ Đức Phật, mình chỉ cần thực hành tứ niệm xứ mình vẫn có thể chứng đắc được đạo quả thì mắc mớ gì mình phải nương tựa nơi Phật, phải quy y, phải theo đạo Phật chi. Tôi theo đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Cốc, đạo Ổi thì miễn sao tôi tu tứ niệm xứ vẫn được. Đó là một thái độ vô ơn. Và chính thái độ vô ơn đó chúng ta sẽ không thể tiến bộ được trong giáo pháp này. Chính bởi vì như vậy, ngoại đạo không có khả năng chứng thánh. Còn nếu nói về các tầng thiền thì ngay cả trong kinh thì cũng có nhắc đến cái việc thực hành đến tầng thiền cao nhất là phi tưởng, phi phi tưởng, sau đó xuất ra và nhập vào diệt thọ tưởng định. Cho nên trong Phật giáo thì vẫn có phương pháp và vẫn khuyến tu hành đi đến cái tầng thiền cao nhất, nhưng mà không phải ai cũng có khả năng như vậy. Cho nên cái mức độ mà Đức Thế Tôn đề nghị ở trong kinh Đại Niệm Xứ đó là gì? Đạt đến tứ thiền và dùng cái định của tứ thiền đó để sau khi ra khỏi tứ thiền rồi đó thì thực hành tứ niệm xứ. Mà khi ra khỏi tứ thiền á thì tức là cái định của mình á vẫn là cận định. Tuy nhiên cái cận định của người chứng đắc tứ thiền á nó rõ ràng hơn và nó kiên cố hơn cái cận định của người chưa chứng đắc tứ thiền.
Sư ví dụ đơn giản như vậy. Chỉ riêng á, cái chuyện là mình khiêng một vật nặng đi trên đường trơn, ai cũng làm được. Đứa con nít cũng làm được. Một người trưởng thành cũng làm được. Một vị võ sư cũng làm được. Nhưng mà nếu như mình quan sát, mình sẽ thấy cái đứa con nít ấy, nó khiêng vật nặng nó đi nó khác, cái người trưởng thành đi nó khác, còn cái người võ sư ấy, đi nó khác. Mặc dù là cái người võ sư đó không cần phải dùng toàn bộ kiến thức thời gian mình đã học võ để làm gì hết trơn, không mất cần. Nhưng mà đó là cái nền tảng để khi mà họ bước đi trên con đường trơn ấy, nhìn nó vững hơn. Thực hành tứ niệm xứ cũng vậy. Cái tầng định của mình càng cao thì sau khi mình ra khỏi cái định đó, mình quán tứ niệm xứ nó tốt và nó vững hơn cái người ở các cái tầng định thấp hơn. Huống chi là người không bao giờ có định. Cho nên nếu như quý vị nói đủ thì chắc có lẽ là phi tưởng, phi phi tưởng, tức là tầng thiền cao nhất thì cái định đó là cao nhất, thì như vậy tạm gọi là đủ. Còn gọi là đạt tiêu chuẩn, tức là xài được, thì cận định của người chưa chứng thiền vẫn xài được. Và thậm chí đối với vị là họ chưa đạt được cận định thì họ vẫn xài được để họ thực hành tứ niệm xứ. Cho nên xài được, nhớ nha, xài được và xài tốt, đó là hai cái chuyện khác nhau.